Lô đất cực đẹp không lô thứ hai bám đường quy hoạch 35m. Tổng diện tích là 664m, có 92m thổ cư. Giá 1 tỷ x đại học. Pháp lý rõ ràng, tường phải bao xây hết rồi không lo tranh chấp. Gần khu nhà ở xã hội, gần Samsung. Gần chợ Xuân, gần nhà máy Z. Gần khu đô thị Tấn Đức Central Park và trung tâm thương mại thành phố Phổ Yên. Anh chị mà quan tâm đầu tư thì liên hệ với em Bính Quyên theo số điện thoại 0935 281 888 để em gửi sổ, gửi vị trí anh chị kiểm tra. Ưng đến tận nơi làm việc chính chủ, đảm bảo giá không kênh. Trước mặt anh chị là hướng đi ra nhà máy Z và đi ra khu Tấn Đức Central Park. Và bên này là đi sang Samsung. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.